Hôm nay trông anh Tuấn Đức rất là tươi, anh đã nhận được thưởng Tết chưa ạ? Thời điểm này thì cũng đã chưa nhận được chính thức nhưng cũng đã biết được là mình sẽ được thưởng Tết và được thưởng Tết khoảng bao nhiêu tiền rồi. Vậy thì để mở đầu chương trình của chúng ta trong không khí hân hoan của một người đã biết mình được thưởng Tết bao nhiêu tiền thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình với một list các câu hỏi nhanh, anh có sẵn sàng không ạ? Ok, sẵn sàng. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Đối với anh Tuấn Đức, thưởng Tết có quan trọng không? Rất quan trọng. Nó là cái sự động viên khích lệ và cái giá trị tinh thần nó rất là lớn, và nó quan trọng nhất là cái điều đó. Và sau đó thì mới đến là giá trị vật chất. Bởi vì người Việt chúng ta vẫn có câu là 100 tiền công hoặc 1 đồng tiền thưởng, nên là chắc chắn là tiền thưởng và đặc biệt là thưởng Tết thì sẽ vô cùng quan trọng. Thưởng Tết có ảnh hưởng lớn để cho cái Tết của anh trở nên khác đi hay không? Trên thực tế thì không, bởi vì khoản thưởng Tết so với cái khoản thu nhập của mình hàng tháng thì nó không phải là một cái số tiền nó lớn hơn. Nhưng mà cái giá trị tinh thần của nó thì gần như là nó lớn nhất trong các cái dịp thưởng trong năm. Anh thường sử dụng tiền thưởng Tết vào việc gì? Mình không phân biệt ra là cái thu nhập lương bình thường và thưởng Tết, bởi vì tất cả nó đều đổ chung vào cái tài khoản của mình. Nên mình không có phân ra cái gì cả, mà mình sẽ sử dụng vào những cái mục đích cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Với những năm đại dịch vừa trải qua thì anh có cảm thấy là giá trị của tiền thưởng Tết tăng lên nhiều hơn không? Giá trị tiền thưởng Tết so với mặt bằng chung thì có vẻ như là thấp hơn chứ không tăng lên. Nó là cái kết quả của việc suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19, nên là chắc chắn là sẽ có nhiều doanh nghiệp mà họ bị ảnh hưởng bởi cái doanh thu. Cái tiền thưởng Tết thì nó là cái kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của một năm. Nếu mà doanh thu thấp thì đồng nghĩa việc là cái khoản thưởng Tết nó cũng thấp hơn. Đó là anh đang nói về trị giá. Còn giá trị của nó cơ, thì với mỗi người cái tiền thưởng Tết nó có cảm thấy là nó quý giá hơn, nó đáng mong chờ hơn không? Rất đáng mong chờ. Nếu như chúng ta nói bình thường với nhau, nó giống như cái khoản tiền từ đâu rơi xuống ấy. Tức là mình đi làm 12 tháng một năm, cứ đến mỗi một tháng là mình sẽ nhận được cái khoản lương, thì nó giống như là cái khoản công sức của mình đi làm và mình được nhận, nó đều đặn như vậy. Nhưng cái khoản thưởng Tết dĩ nhiên nó vẫn là cái tiền công sức cống hiến cả một năm của mình, và người ta tính ra cái tỷ lệ, các doanh nghiệp tính ra họ sẽ thưởng cho người lao động. Nó vẫn là tiền của mình thôi, nhưng nó là cái giống như tháng lương thứ 13. Nó không nằm trong 365 ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó là cái khoản tiền, nó có cái giá trị về tinh thần, thì tôi nghĩ về tinh thần vẫn rất là lớn. Chứ còn đôi khi cái khoản thưởng Tết nó không hẳn là quá nhiều, chỉ có một số doanh nghiệp thì nó thật sự là nó khoản lớn, nhưng mặt bằng chung nó không quá nhiều. Nếu mà nói là nó có ảnh hưởng lớn hay không thì ảnh hưởng về tinh thần tôi nghĩ là nhiều hơn. Trang đã hỏi rất là nhiều về thưởng Tết của anh Đức rồi. Chúng ta sẽ hỏi thêm một chút về cái Tết của gia đình anh nhé. Thường thì mỗi dịp Tết đến thì anh sẽ đón Tết cùng với gia đình hay là cùng với ai? Mình thì là một người có cái tư tưởng khá là hiện đại, nhưng mà bên trong đó vẫn là cái giá trị truyền thống, mà mình cũng rất là coi trọng những cái dịp sum họp gia đình, đặc biệt là một cái dịp sum họp lớn nhất trong năm, đó là Tết Nguyên Đán. Mình hoàn toàn đón Tết cùng với gia đình, và trong rất là nhiều năm qua rồi chưa bao giờ có một cái Tết nào xa nhà hoặc là đi du lịch đây đó chẳng hạn, không có. Tại có bao giờ mà anh sát Tết rồi vẫn phải làm vùi đầu vào công việc và không có thời gian để dành cho việc chuẩn bị Tết, sắm Tết hay là dành cho gia đình không? Cái đó thì nó cũng khá nhiều đấy, bởi vì là như công việc của giống như bạn thôi, chúng ta làm truyền hình mà làm phim, cho nên là những ngày gần Tết, những ngày chúng ta phải chạy sóng chương trình, trước kỳ nghỉ Tết là chúng ta phải làm rất nhiều chương trình để phát cho cái dịp Tết, vì dịp Tết là dịp tất cả mọi người lao động được nghỉ, dân truyền hình cũng vậy. Chúng ta sẽ phải làm rất nhiều chương trình, và thậm chí là cái quá trình mà chúng ta gửi chương trình đi duyệt, chỉnh sửa các thứ để làm sao mà chúng ta phải phát gối đầu cho những cái ngày nghỉ đó, thì đó là khoảng thời gian tôi đánh giá là gần như bận nhất trong năm của chúng ta. Có lẽ là với những khán giả truyền hình thì họ cũng sẽ cảm nhận được rất là rõ là những cái chương trình truyền hình Tết bao giờ nó cũng có giá trị này, nó có cái độ đầu tư nhiều hơn rất là nhiều. Chính vì thế nên là với những người làm nghề thì chúng ta còn hiểu hơn nữa là cái giá trị mà mình đã phải bỏ ra, công sức mình đã phải bỏ ra nhiều như thế nào. Minh Trang thì tò mò một chút, anh Tuấn Đức không phải chỉ là mỗi truyền hình, anh là một người rất là đa di năng với rất nhiều công việc khác nhau. Thì vậy đa nhiệm như vậy, nhiều công việc như vậy thì mình có nhiều khoản thưởng Tết hay không? Có, đó là tỷ lệ thuận. Cũng có nhiều khoản thưởng Tết, nhưng khoản thưởng Tết lớn nhất thì vẫn là công việc truyền hình mang lại. Công việc truyền hình đã thưởng cho tôi rất là nhiều những giá trị tinh thần và vật chất, thì đấy là khoản thưởng Tết lớn nhất. Còn lại thì mỗi một công việc mình tham gia thì đến một cái dịp thưởng Tết thì cũng sẽ có ít nhiều. Nhưng Trang thấy lúc nào gặp anh cũng sẽ có những cái mới, công việc mới, những dự án mới. Không bao giờ thấy anh Đức ngừng làm việc và ngừng say mê cả. Không biết là anh có thể chia sẻ là tất cả những cái công việc mà anh đang làm nó đem đến những cái giá trị như thế nào cho anh, và tại sao anh lại lựa chọn rất là nhiều những cái đầu việc, rất nhiều những cái nhiệm vụ cho bản thân mình để lúc nào cũng bận rộn như thế? Thực ra thì mình là một cái người cảm thấy nếu mà nhàn hạ quá thì mình cảm thấy rất là nhàm chán. Bình thường như một ngày tôi có thể sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình bằng cái cách của riêng mình. Ví dụ như nhiều người họ sẽ đọc sách, tôi cũng có, họ sẽ nghe nhạc, tôi cũng có, nhưng mà để dành một cái buổi hoặc là một cái khoảng thời gian dài ở nhà mà làm cái việc đó thì tôi không làm được. Mà tôi rất thích đi ra ngoài, tôi rất thích hoạt động, gặp gỡ, và đặc biệt là những hoạt động đó mang lại cái giá trị ở vật chất và tinh thần thì lại càng tốt. Chính vì vậy nên tôi luôn luôn mong muốn là cái khoảng thời gian của mình sử dụng vào, nếu mà làm được nhiều việc nhất có thể thì là tốt nhất, vì mình cảm thấy như vậy thì mình được là chính mình.
và cũng có thể là do một cái tính cách đặc trưng của mình là một cái người nó năng động quá, cho nên là nếu mà khoảng thời gian rảnh rỗi thì tôi cũng sẽ cố gắng để xem là cái việc gì phù hợp mà mình có thể làm được thì mình cũng sẽ làm tối đa thời gian của mình. Cái điều này khiến cho Minh Trang lại muốn so sánh một chút. Chương trình của chúng ta là chương trình Chuyện Trưa Công Sở, là dành cho dân công sở, mà dưới công sở thì mọi thứ khá là ổn định, số giờ làm việc cũng ổn định này, tiền lương cũng ổn định, và tôi nghĩ rằng chắc có lẽ thưởng Tết cũng là một cái khoản ổn định đối với họ. Và nếu mà như vậy, không biết là đã bao giờ Minh Trang nhớ là đã từng trò chuyện với anh và biết rằng anh cũng đã có cái trải nghiệm làm việc ở văn phòng rồi, thì anh có nghĩ rằng là với một người dân văn phòng thì cái sự hào hứng dành cho Tết nó ít đi hơn không? Tôi cũng đã có cỡ chừng khoảng phải 11, 12 năm làm việc ở đài truyền hình rồi. Đó là một cái môi trường công sở, nó rất là thú vị. Nó pha một chút nghệ thuật vào đó nữa thì nó rất là thú vị. Và tôi cũng đã được tận hưởng tất cả mọi những cái hoạt động của một cái dân công sở đúng nghĩa. Thì cái khoản thưởng Tết nó cũng là một cái điều mà tất cả chúng tôi đều mong chờ. Và như bạn có vừa hỏi là cái thưởng Tết đối với dân công sở đúng không? Dạ. Là có quan trọng không đúng không? Dạ vâng. Rất quan trọng chứ. Bởi vì cái khoản thưởng Tết không chỉ là một cái mang lại một cái nguồn thu nhập. Mình sẽ nói về đa số mọi người đều mong muốn có thêm một cái nguồn thu nhập để trang trải cho rất là nhiều cái việc vào Tết. Và dường như Tết là cái dịp mà chúng ta phải sử dụng rất là nhiều tài chính cho cái việc mua sắm, trang trí nhà cửa, ngoại giao, cả tiền lì xì nữa, rất là nhiều. Đối với đại đa số thì đó là một cái khoản mà có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Theo như chúng ta tính cơ bản, nó là một cái tháng lương bình quân thứ 13 cộng thêm năng suất lao động thì nó cũng giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Và hơn nữa thì cái giá trị tinh thần là chúng ta được trân trọng, được ghi nhận cái sự cống hiến, thì nó gia tăng thêm cái cảm xúc của cái khoản thưởng Tết lên, thì là một cái điều mà tôi nghĩ là dân công sở thì cũng cảm thấy rất quan trọng, và bất kỳ ai thì cũng mong chờ nó dù ít hay là dù nhiều. Với cái khoản thưởng Tết á, thì Minh Trang nghĩ rằng đó là một cái món quà giống như là trẻ con mà đến Tết thì có áo mới, có đồ chơi mới. Còn với người lớn đi làm thì đến Tết có thưởng Tết, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà có rất là nhiều những đơn vị, những công ty họ có nhiều cách để thưởng Tết. Anh Tuyết đã bao giờ được thưởng Tết không phải bằng tiền chưa ạ? Tôi thì chưa, nhưng tôi đã nghe rất nhiều trường hợp là được thưởng Tết bằng hiện vật. Thậm chí là được thưởng Tết bằng chính những cái sản phẩm sản xuất kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Ví dụ như là thay vì thưởng bằng tiền thì họ thưởng bằng hiện vật, là họ thưởng bằng những cái phần quà đến từ công ty, đúng không ạ? Đúng rồi. Công ty bia thì thưởng bia, công ty bánh kẹo thì thưởng bánh kẹo. Nhưng liệu đó có phải là một cái cách thưởng Tết hợp lý và khiến cho những cái người làm ở đấy họ cảm thấy hài lòng không anh nhỉ? Đây là một câu hỏi thực ra cũng rất là khó, mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đều có thể trả lời được nó, bởi vì thực ra là không có một cái quy định của pháp luật nào là doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động bằng tiền hay là bằng hiện vật, mà chỉ là tùy theo cái sự lựa chọn và cái tình hình sản xuất kinh doanh hoặc là cái khả năng tài chính của doanh nghiệp mà họ có thể lựa chọn bất kỳ một cái phần thưởng nào đó dành cho người lao động, có thể là hiện vật, có thể là tiền. Chính vì vậy cho nên là đối với các cái doanh nghiệp mà họ thưởng bằng hiện vật ấy, thì họ cũng không hề có cái gì là sai vi phạm pháp luật đây cả. Thế nhưng mà đối với về phía người lao động ấy, thực ra thì tôi nghĩ rằng là từ bản thân của tôi, và tôi nghĩ là cũng nhiều người nghĩ như vậy thôi, là chúng ta đều mong muốn là được thưởng tiền. Bởi vì đơn giản như nếu mà tôi thưởng hiện vật thì có thể là bạn đang cảm thấy bạn cũng chuẩn bị mua sắm hiện vật đó, thì nó là cái rất là phù hợp khi bạn nhận được phần thưởng là hiện vật. Thế nhưng mà tôi thì nhà tôi đã có rồi, bạn bè anh em hàng tôi cũng đã có rồi, thì bây giờ tôi cũng không cần thiết cái hiện vật đấy nữa, thì tôi không mong chờ cái điều đấy. Thế tôi có thể đem hiện vật đi bán, nhưng mà khi đi bán thì nó cũng không còn giữ nguyên cái giá trị ban đầu nữa. Chính vì vậy nên là hình thức mà thưởng bằng hiện vật thì tôi nghĩ là đại đa số người lao động, từ góc nhìn của tôi, người ta không mong chờ cái điều đấy. Đó cũng là một điều mà tôi nghĩ rằng rất là nhiều những người lãnh đạo, làm lãnh đạo họ cũng sẽ cân nhắc khi mà quyết định cái phần thưởng Tết cho anh em.